Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một buổi sáng tốt lành. Chúng ta hãy cùng theo dõi những thông tin thời tiết mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi cao lạnh lục địa được tăng cường yếu khiến đêm qua tại các tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, bầu không khí không còn ẩm ướt như những ngày trước. Trời đã khô ráo hơn đôi chút và một vài nơi có mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm với lượng không đáng kể. Nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến dao động trong khoảng từ 16 đến 19 độ, ngoại trừ một vài nơi vùng núi cao trời còn khá rét như là Sinh hồ, mù căng trải, Sapa vẫn có nhiệt độ về đêm hạ xuống sắp xỉ 12 độ các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và cả khu vực Nam Bộ hầu như không có mưa nên nhiệt độ tiếp tục có xuống tăng nhẹ ngày hôm nay thì lưỡi cao lạnh lục địa có cường độ ổn định nên thời tiết các tỉnh miền Bắc có sự chuyển biến tích cực hơn sáng sớm nay thì trời nhiều mây và sẽ có mưa nhỏ và sương mù ở một vài nơi với nhiệt độ vẫn ở dưới 20 độ nhưng càng về trưa thì sương mù tan dần và mây cũng giãn mỏng khiến đôi lúc trời hưởng nắng, đồng thời độ ẩm không khí giảm dần, trời trở nên ấm áp hơn hẳn so với ngày hôm qua. Nền nhiệt cũng tăng dần lên và sau 9 giờ sáng thì hầu hết các nơi nhiệt độ sẽ ở mức từ 20 đến 21 độ và đến giữa trưa thì cảm nhận về sự tăng nhiệt càng rõ hơn khi mà nhiệt độ có thể lên đến khoảng 22 đến 23 độ. Riêng các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ có nền nhiệt độ cao hơn với nhiệt độ có nơi lên đến 28 đến 30 độ. Tuy nhiên thì từ sau 3 giờ chiều, quá trình giảm nhiệt lại diễn ra và giảm xuống mức thấp nhất vào khoảng nửa đêm và giờ sáng. Nền nhiệt nói chung cao hơn so với đêm qua từ 1 đến 2 độ. Trong 2 đến 3 ngày tới, lưỡi cao lục địa di chuyển về phía đông và suy yếu dần. Vì vậy mà thời tiết ở các tỉnh miền Bắc tiếp tục ấm dần lên và sương mù có xuống xuất hiện nhiều hơn về đêm và sáng sớm. Sau đó khoảng đến ngày 24, có khả năng có một đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển nhiều mây, có mưa giải rác và nền nhiệt độ giảm dần. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ thì thời tiết ít mưa, ngày trời nắng. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết cho từng khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm sẽ có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 23 đến 26 độ, có nơi là từ 28 đến 30 độ, thấp nhất phổ biến trong ngưỡng từ 15 đến 18 độ. Đến với khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây và sẽ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hưởng nắng. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 21 đến 24 độ, thấp nhất vào khoảng từ 16 cho đến 18 độ. Đến với khu vực Hà Nội và vùng lân cận, trời cũng nhiều mây và sẽ có mưa vài nơi, sáng sớm sẽ có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng. Sáng sớm mà trời rét, đêm nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 16 đến 19 độ. Còn ban ngày nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng từ 21 đến 24 độ. Tiếp theo xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây và sẽ có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng và nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng từ 18 cho đến 25 độ. Xuôi xuống khu vực Trung Trung Bộ, khu vực này mới thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ và nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 21 đến 24 độ, cao nhất phổ biến trong ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mới thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 27 đến 30 độ, thấp nhất dao động trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, thời tiết chủ yếu có mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc khu vực này cấp 2 cấp 3, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 16 đến 27 độ. Đến với khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 25 cho đến 34 độ. Đến với khu vực Tây Nam Bộ, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 và nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 29 cho đến 32 độ, thấp nhất về đêm vào khoảng từ 21 đến 24 độ. Cuối cùng sẽ được chuyển sang khu vực biển đông. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 5, nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng từ 24 đến 29 độ. Còn tại khu vực quần đảo Trường Sa cũng sẽ có mưa rào và rông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 30 độ. Thưa quý vị, như vậy là trong ngày và đêm nay thời tiết tại các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có sương mù và sương mù nhẹ vào đêm và sáng sớm, nền nhiệt tiếp tục tăng lên. Đến trưa chiều thì trời còn nắng ấm. Khu vực Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng. Bản tin thời tiết sáng nay xin được dừng lại ở đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.